Chào toàn thể các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập một chút về tính nhanh các bạn nhé. Và mình có mấy phép tính như sau. Ý thứ nhất, 32 x 6 cộng 32 x 3 cộng 32 x 2. Và chúng ta sẽ làm như này cho nhanh các bạn nhé. Chúng ta nhìn lên ý thứ nhất ạ. Số nào là thừa số chung ạ? À, số 32 nhé các bạn nhé. Số 32 là thừa số chung của phép tính này. Vậy chúng ta sẽ làm như nào ạ? Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta bảng 32 là thừa số chung, chúng ta hạ 32 xuống, nhân với mở ngoặc. Số thứ nhất 32 x 6, chúng ta ghi 6. Số thứ hai 32 x 3, chúng ta cộng thêm 3. Cộng số thứ ba là 32 x 2, vậy chúng ta cộng 2 như này, chúng ta đóng ngoặc. Và chúng ta đã có một phép tính mới, đó là 32 nhân mở ngoặc 6 cộng 3 cộng 2 đóng ngoặc. Và chúng ta sẽ về bước rất là đơn giản luôn. Bằng 32 nhân với 6 cộng 3 là 9. 9 cộng 2 bằng 11. Vậy chúng ta 32 nhân với 11. Và đây là phép tính nhân với 11 rất là nhanh. Nhanh lắm các bạn nhé. 32 nhân với 11 ạ. Số 3, số 2 ta giữ nguyên. Chúng ta lấy 3 cộng 2 bằng 5. Vậy chúng ta có kết quả là 352. Các bạn có thấy nhanh không ạ? Chúng ta sang ý B, ý thứ 2. 93 x 7 trừ 93 x 3 trừ 93 x 2. Các bạn thấy số nào là thừa số chung ạ? Số 93 các bạn nhé. 93 93 là thừa số chung. Và chúng ta sẽ làm tương tự như ý thứ nhất. Chúng ta bằng 93 là thừa số chung, chúng ta hạ 93 xuống, nhân với mở ngoặc 7 trừ 3. 93 x 3 chúng ta hạ xuống 3, trừ tiếp 93 x 2 chúng ta hạ 2 xuống, đóng ngoặc. Và chúng ta đã về bước đơn giản luôn. 93 nhân 7 trừ 3 còn 4, 4 trừ đi 2 bằng 2. Vậy chúng ta sẽ 93 nhân 12. 93 nhân 2 rất dễ để các bạn nhỉ. Và bằng 3 nhân 2 bằng 6, 9 nhân 2 18. Vậy chúng ta có ngay kết quả là 186. Chúng ta sang ý thứ 3. 121 nhân 5 cộng 121 cộng 121 nhân 4. Các bạn nhìn thừa số nào là thừa số chung ạ? À, số 121. 121, 121 là thừa số chung. Nhưng phép tính này nó lại không như phép tính thứ nhất và thứ hai, thì chúng ta lại chuyển về phép tính như thứ nhất và thứ hai các bạn nhé. Chúng ta sẽ bằng 121 nhân 5 cộng 121 nhân với 1. Bởi vì 121 nhân 1 thì vẫn bằng 121 các bạn nhé. Phép tính không hề thay đổi. Cộng 121 nhân 4 bằng. Và bây giờ chúng ta đã nhìn thấy thừa số chung rồi. Thừa số chung 121, 121, 121. Chúng ta hạ 121 nhân với mở ngoặc 121 nhân 5, chúng ta hạ 5 xuống. Cộng 121 nhân 1, chúng ta hạ 1. Cộng 121 nhân 4 ạ, chúng ta hạ 4, đóng ngoặc. Vậy chúng ta đã về bước cơ bản luôn. Bằng 121 nhân với 5 cộng 1 bằng 6. 6 cộng 4 bằng 10. Vậy chúng ta bằng 121 nhân 10. 121 nhân 10 bằng bao nhiêu các bạn? À, 121 nhân 10 các bạn chỉ quan tâm nhân số 1 thôi các bạn nhé. 121 nhân 10 thì chúng ta chỉ nhân 1 thôi, thì bằng 121. Số nào nhân 0 cũng bằng 0, chúng ta thêm số 0 đằng sau. Vậy chúng ta có kết quả ngay là 1210. Các bạn có thấy nhanh không ạ? Và chúng ta sang bài tiếp theo các bạn nhé. Chúng ta sang bài tiếp theo, chúng ta sang bài 2. Bằng
bao nhiêu. Mình có ý thứ nhất nhé, cộng x nhân 3 bằng 1200. Bây giờ chúng ta sẽ tìm x. Đây là bài toán có hai phép tính. X nhân 5 cộng x nhân 3 bằng 1200. Các bạn nhìn thấy số nào là thừa số chung ạ? À, x, x là thừa số chung. Nhưng mà chúng ta chưa biết x là bao nhiêu. Vậy chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta hạ x xuống. X nhân với x nhân 5 chúng ta hạ 5 xuống, cộng với x nhân 3 chúng ta hạ 3 xuống, bằng 1200. Vậy x nhân với 5 cộng 3 bằng 8, bằng 1200. Chúng ta đã về bước rất là đơn giản luôn. Và chúng ta sẽ làm như sau. Bằng x bằng 1200 chia cho 8. Và chúng ta có luôn kết quả. X bằng 12 chia 8 được 1. 1 x 8 là 8. 12 chia 8 còn 4. Chúng ta hạ 0 xuống. 40 chia 8 được 5. 5, 8, 40 hết. 0 chia 8 được 0. Vậy chúng ta có kết quả là 150. Mình sang ý thứ hai. Ý thứ hai mình sẽ có như thế này. 8 nhân x trừ x nhân 3 bằng 3120. Và các bạn đã nhìn thấy nào là thừa số chung chưa? X là thừa số chung. Nhưng mà chúng ta chỉ biết là bằng bao nhiêu. Bây giờ chúng ta đi tìm. Chúng ta sẽ làm như sau. X là thừa số chung. Chúng ta hạ x xuống. Nhân với 8 nhân x. Chúng ta hạ 8. X nhân 3. Chúng ta hạ 3 xuống. Trừ 3. Chỗ này là dấu trừ. Thì phải là hạ xuống đây là dấu trừ các bạn nhé. 8 trừ 3. Đóng ngoặc bằng 3120. X xếp vào nhân 8 chỉ 3 bằng 5. Vậy x nhân 5 bằng 3120. Vậy x bằng bao nhiêu các bạn? X chúng ta sẽ lấy 3120 chia cho 5. Chúng ta đã về bước rất là đơn giản luôn. Vậy chúng ta có luôn kết quả là bao nhiêu các bạn? 3120 chia 5 và x sẽ bằng 31. Và không chia hết cho 5, chúng ta phải lấy 31. 31 chia 5 ạ. 31 chia 5 bằng 6. 65 30 dư 1. 31 chia 30 dư 1. 12 hạ 2 xuống. 12 chia 5 được 2. 25 là 10 dư 2. 20 hạ 0 xuống. 20 chia 5 được 4. Vậy chúng ta có ngay kết quả đó là 624. Các bạn có thấy phép tính rất là nhanh không? Từ phép tính khó chúng ta đưa về bước cơ bản để tính các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ sang ý thứ 3. Đó là ý như sau. 10 nhân x cộng x bằng 110. Các bạn nhìn số nào là thừa số chung ạ? X là thừa số chung. Chúng ta sẽ đưa về bước như sau. 10 nhân x cộng x nhân 1 bằng 110. Vì x nhân 1 thì cũng bằng x nên chúng ta chuyển được như thế này. Chúng ta viết được như thế này. Và chúng ta cũng sẽ làm hạ x xuống. Mở ngoặc nhân với mở ngoặc. 10 cộng với 1 bằng 110. X nhân 10 cộng 1 bằng 11 bằng 110. Vậy x sẽ bằng 110 chia cho 11. Vậy x bằng bao nhiêu các bạn? X bằng bao nhiêu ạ? X bằng 10. X bằng bao nhiêu các bạn? X bằng 10. Các bạn đã hiểu chưa? Bài hôm nay chưa? Và video của mình cũng xin dừng tại đây nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra những video tiếp theo.
Xin chào các bạn.